Cô bán Xe Cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay có một chiếc xe hạng sang Với tầm giá của chiếc xe chỉ hơn 300 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe với đầy đủ các công nghệ an toàn Cũng như trải nghiệm lái xe Đó là một chiếc xe Mercedes-Benz C250 Sản xuất là 2010 Đăng ký là 2011 Xe có ngoại thất là màu ghi nội thất kem Đăng ký tên tư nhân Biển Hà Nội chạy với quãng đường là hơn 14.000 km 140.000 anh chị nhé Em xin lỗi em nhầm là 14.000 uh, Với những cái chi tiết đường led của chiếc xe thì nó rất đẹp Bác chủ bác ý cũng uh, làm một số điểm nhấn của chiếc xe trông nó thể thao hơn Với những đường led nó đẹp hơn Đấy, những, Từ những cái chi tiết về phần đuôi xe cũng như các phần mép nối mép cản của chiếc xe thì anh chị ạ có thể tham quan cùng em Hệ thống ống xả thể thao với những chi tiết đường led rất đẹp anh chị ạ Xe có trang bị đầy đủ các tính năng option đã lên bộ mâm của E180-2022 cũng như mặt ca lăng, màn hình Android, cam lùi cùng với hắt kính cùng rất nhiều các tiện ích khác nữa ở trong mẫu xe này thì các bác cùng em quan sát với những chi tiết để thấy được cái độ đẹp của chiếc xe với tầm giá chỉ hơn 3 triệu hơn 300 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe với cái tầm giá đấy thì anh chị bạn có thể thay thế một chiếc Morning với cảm giác lái cũng như là độ an toàn sẽ cao hơn đây là cái chi tiết về đường LED của chiếc xe thì chị có thể tham quan từ những phần mâm nốp của chiếc xe với mâm đã được độ lên mâm của E180 2022 và những cái phần nốp lát của chiếc xe còn rất là dày. Mới vừa mới được thay thôi. Với nội thất bên trong thì với hệ thống ghế da màu kem, các phím bấm điều chỉnh chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét để các bác có thể thấy được. Một chiếc xe với tiền ít thịt nhiều chi tiết về cánh cửa cũng như là hệ thống ghế ngồi của chiếc xe đây chất lượng ghế da vẫn còn rất đẹp ạ à. có trang bị ghế chỉnh điện nhớ ghế đây là những các phím điều chỉnh hệ thống đèn cũng như là phanh tay điện tử vô lăng 4 chấu bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng chi tiết đường led các bác có thể tham quan ở những cái đời này thì nó chưa có trang bị cần số sau vô lăng nó vẫn chỉ sử dụng là cần số thường ở phần gần phần yên ngựa màn hình thiệt lên màn hình android đăng anh chị và các bạn có thể có nhiều trải nghiệm về hệ thống giải trí hơn hệ thống rèm điện phía sau đấy những chi tiết đường led để bác có thể tham quan hệ thống rất đẹp ạ à, từ những phần cần số rồi là các phím xoay chất lượng ghế lái và ghế phụ em sẽ quay hết các cánh cửa để anh chị và các bạn có thể tham quan đầy đủ hơn một chiếc xe này đã được bác chủ bác lên rất nhiều đồ chơi rồi anh chị mua về sẽ không phải thêm gì nữa mà chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Với tính năng công nghệ an toàn của Mac thì khỏi phải bàn rồi. Đây là không gian ngồi phía sau anh chị nhé. Với hệ thống không gian ngồi cho ba người ngồi và bác chủ bác đã lên bộ thảm trải sàn rồi. Những đường LED để các bác có thể thấy một chiếc xe cũ đã qua sử dụng sau qua 13 năm sử dụng nó còn đẹp như thế nào hệ thống cửa gió điều hòa trung tâm chính giữa. Phải nói đây là một chiếc xe tiền ít thì nhiều. Giúp cho anh chị và các bạn có nhiều trải nghiệm hơn về một mẫu xe hạng sang. Đây là những chi tiết đường nét về hệ thống trần của chiếc xe. Và ta sẽ cùng đi tham quan về phần không gian, gian cốp chứa đồ của chiếc xe. Xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không mất 20 triệu tiền biển. À, biển số này là chính chủ từ đầu anh chị ạ em sẽ mời các bác cùng đi tham quan với em về cái không gian à, ghế ngồi hàng ghế thứ hai Đấy, những chi tiết cánh cửa em sẽ mở hết các cánh cửa em quay để các bác có thể à, thấy rõ hơn trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần xem chi tiết cụ thể chỗ nào có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ chụp lại và gửi đầy đủ cho anh chị và các bạn để các bác có thể tham khảo và cân đối Đấy những phần vân carbon kia đã được bác chủ bác dán độ để tạo thêm cái điểm nhấn và tăng cái tính thẩm mỹ khi nhìn vào nội thất của chiếc xe và nhìn giúp cho ở phần ngoài giúp cho chiếc xe nó trông nó thể thao hơn tiện ích bác chủ lên rất nhiều rồi các đường led thì các bác có thể thấy hệ thống để hắt kính đây rất nhiều đồ chơi để anh chị bạn có thể trải nghiệm và cuối cùng ta sẽ cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để anh chị có thể là nhìn rõ hơn. Những cái phần dán này anh chị và các bạn mà cảm thấy không ưng thì mình có thể bóc ra. Đơn vị sẽ hỗ trợ bóc ra cho anh chị và các bạn. Đây là không gian khoang máy của chiếc xe anh chị bạn thể thấy. Một khối động cơ rất là mạnh mẽ. Xe thì sử dụng khối động cơ của chiếc xe là 2.0. Giúp cho anh chị và các bạn có nhiều trải nghiệm vận hành hơn. Và với chiếc Mercedes-Benz C250 sản xuất 2010 đăng ký 2011 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội chạy với quãng đường là hơn 140.000 km rồi và hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ với 366 triệu còn thương lượng và giảm giá